Hello, xin chào tất cả các tình yêu thân mến. Mọi người có thấy Trang hôm nay là liều lĩnh không? Trang dám mà để lộ body của mình ra luôn á. Và chuẩn bị sẽ sử dụng kem săn chắc vùng eo, body. Em chào chị Thị Thơ Nguyễn nha. Chị chào Shirley Kim. Chào 15 người đang theo dõi nha. Wow. Như Trung Ân, chào em. Bây giờ Trang sẽ làm chuyện ác đây. Những chị em nào mà có vùng eo nè, mỡ thừa nè, bắp tay, bắp đùi nè, thậm chí là mông nữa, vùng vùng này nè, chúng ta bị mỡ thừa nhiều đó, tăng cân đó, thì chúng ta phải bơi hết vào đây nha. Bơi hết vào đây nha mọi người nha. Hôm nay Giang sẽ làm một chuyện mà từ trước đến giờ đã từng làm. Đi sang bên. Chào mọi người nha. Trang nói sơ qua về cái kem săn chắc vùng eo này nha. Đây là loại kem mà nó không có gây gát da hay là nó không có gây nóng da nha mọi người. Nó rất là mềm mịn và nó tạo cho độ sáng ở vùng bụng của chúng ta nữa. Những chị em nào mà của chúng ta mà bị săn sinh xong rồi bị mỡ thừa đó, tích tụ vào trong cơ thể nè, hoặc là chúng ta hay ngồi làm việc nè, hoặc là chúng ta không có vận động nhiều đó, tích tụ vào vùng bụng nè, vùng tay nè, đó, bắp tay nè, chúng ta bị á thì chúng ta đều có thể thoa được nha mọi người. Bây giờ mọi người xem Trang thoa nha. Đầu tiên thì chúng ta ví dụ như một ngày chúng ta sử dụng 2 lần thì càng tốt, mà sử dụng 1 lần cũng được, nhưng mà nhớ là đừng có bỏ bỏ qua nha, đừng bỏ bỏ nào nha. Chúng ta có thể massage bằng tay cũng được và massage bằng cái cây massage cũng được nha, không 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 phân biệt. Chào Tuyết Lan Mai Thị. Chào chị Hoan Sơn My. Hôm nay em làm chuyện rất là ghê ghê. Chúng ta tắm tắm xong, thường thường thông thường thì chúng ta tắm xong buổi tối không mọi người. Mọi người có thể là thoa kem dưỡng body của Medicay. À, bụng này hả? Bụng này em thoa được được 2 tuần rồi đó. Bụng này em thoa được 2 tuần rồi. Nhưng mà bụng của em lúc trước rất là xấu luôn nha mọi người. Bởi vì sao? Em ngồi em làm việc á, với lại em bấm điện thoại thường xuyên á, với em lái xe nhiều á, thì nó tích tụ vào một mỡ thừa trong bụng rất là nhiều. Cho nên là bây giờ em thoa được 2 tuần mà bụng em nó thấy sự rõ rệt. Cho nên là hôm nay em làm một cái chuyện này để cho mọi người, chị em phụ nữ chúng ta, những anh em mà bụng bia đó cũng có thể sử dụng được luôn nha. Đây là kem săn chắc vùng eo nha, vùng đùi mỡ thừa. Thì chúng ta cho kem lên như thế này. Đó. Chúng ta cho kem lên như thế này nha mọi người. Và sau đó chúng ta sẽ dùng tay. Chúng ta dùng tay thôi. Kem thì thơm mùi trái cây cực kỳ luôn nha mọi người. Chúng ta dùng tay như thế này. Mọi người đợi Trang xíu nha, Trang sẽ massage cho mọi người xem. Như thế này, chúng ta sẽ lấy từ cái này nè, chúng ta kéo như thế này. Chúng ta kéo như thế này, chúng ta massage. Mình đảm bảo là các bạn dùng trong vòng 1 tuần thì các bạn sẽ thấy sự hiệu quả luôn. Tại vì Trang đang sử dụng. Thì thôi Nguyễn, em cảm ơn chị nha. Không phải là làm việc, đây là công, đây là em thấy là nó hiệu quả cho nên em muốn giới thiệu cho mọi người. Chứ từ trước giờ em ít có bán quảng cáo gì cái body này lắm, nhưng mà thật sự là em mới dùng gần đây thì em cảm thấy là rất hiệu quả. Đó, sau đó chúng ta sẽ đánh tan cái mỡ bụng thừa, mỡ bụng mỡ mỡ nè, chúng ta đánh mạnh lên. Mọi người thấy cái video này cảm thấy hay và ý nghĩa thì like và share giúp Trang nha, để cho chị em chúng ta có một vùng eo con kiến, vùng eo 56 của Ngọc Trinh nha. Chúng ta không trắng đẹp như Ngọc Trinh, nhưng mà chúng ta lại có vùng eo như Ngọc Trinh là điều đó là điều tuyệt vời rồi đó. Là chúng ta massage như thế này các bạn. Như thế này mình rất là thích luôn mọi người à. Chỉ cần dùng tay thôi chúng ta cũng massage được nữa, cũng không cần bằng bằng cái máy massage hoặc là cái bàn tay massage. Chúng ta cứ massage bằng tay cũng ok nữa các bạn à. Quan trọng là chúng ta cứ làm đều, kiên trì. Chúng ta ngày một ngày chúng ta sử dụng 2 lần, 1 đến 2 lần, đừng bỏ bữa là ok à. Xin chào mọi người nha. Như thế này rồi, những cái vùng bụng như thế này nè, chúng ta có thể cho kem lên tiếp tục. Ví dụ như chúng ta massage nãy giờ đúng không, chúng ta là cho kem lên đây. Một lọ kem như thế này chúng ta dùng xuyên suốt ngày 2 lần thì cũng dùng được 2 tháng đó mọi người. Một lọ như thế này có 60.000 thôi mọi người à, 60.000 nha. Những bạn nào cần máy, cần cái bằng tay massage thì Trang cũng kèm theo tặng, mà bạn nào không cần thì Trang dùng tay thôi à. Chúng ta thoa lên như thế này và chúng ta massage. Mình cảm thấy là nó rất là săn chắc cho nên là mình muốn quảng cáo cho mọi người, chị em phụ nữ chúng ta có một vùng eo để mùa hè này chúng ta có thể mặc những cái bộ đồ cánh rất là sexy nha. 60.000 một chai Linh Linh ơi, tiền Hàn nha Linh Linh. Những bạn nào ở Hàn thì 60.000 Trang đều bao thép be, và sau đó Trang sẽ tặng ví hồng kèm theo nha.
Đó, chúng ta massage bằng tay thôi, tốt nhất là chúng ta massage bằng tay các bạn à. Massage bằng tay thì chúng ta cảm nhận được cái vùng eo của chúng ta nó như thế nào. Mình cứ massage như thế này. Đó, mình lấy mình kéo từ bên này như nè. Nè, đó. Các bạn thấy không? Mình massage như thế này. Người thật việc thật à. Trang đang dùng được 2 tuần nhưng cảm thấy rất là hiệu quả cho nên là Trang muốn quảng cáo cho mọi người, hướng dẫn mấy anh mấy anh nam là bụng bia cũng bơi vào hết vào đây nha. Mấy anh nam bụng bia. Mọi người thấy Trang hôm nay mặc đồ ở nhà cho nên là rất là đơn giản, không có mặc đồ đồng phục của công ty. Mới làm được chuyện ác. Đó, chúng ta cho kem ra. Chúng ta cứ cho kem như thế này. Chúng ta cứ nằm hoặc là ngồi gì cũng được, không quan trọng à. Chị em nào mà có người yêu á, anh người yêu á, kêu anh người yêu massage cho cũng được. Đó, như thế này. Như thế này. Chúng ta massage như thế này. À, cái lọ này á, nếu mà sử dụng kiên trì á, hàng ngày 2 lần á thì sử dụng được 2 tháng nha. 2 tháng là xinh xinh. Còn nếu như mà chúng ta lười sử dụng là còn lâu lắm, nhưng mà chúng ta nên kiên trì. Wow, 71 người sale rồi. 73 người sale giỏi luôn. Wow, vậy là chương trình này rất là hấp dẫn đây. Những chị em chúng ta hầu như ai cũng có bụng mỡ thừa đúng không? Và điều mà không thể nào tránh khỏi. Bởi vì sao? Chúng ta ăn đêm nè, hoặc là chúng ta làm công việc may, hoặc là công ty rồi đó, chúng ta thường là ngồi đúng không? Đó, hoặc là lái xe nhiều. Chúng ta có công việc nó hầu như là nó bất động đó, nó không có di chuyển đó, thì mỡ thừa nó sẽ từ ngày nó sẽ tích tụ vào cái bụng chúng ta, thì nó tạo cho cái mỡ thừa nó rất là chung thủy. Và đó, những anh bò bụng bia uống nhiều bia cũng có thể sử dụng được luôn nha, nam nữ đều sử dụng được hết. Mà kem á, là mọi người biết không, massage á, là nó rất là thơm, nó rất là mát chứ nó không có nóng như kem ở Việt Nam nha mọi người. Ồ, không ăn riêng cũng có là bởi vì em không có vận động á, em không vận động như là em không có tập thể dục đâu đó. Kim Yujin, Yujin thôi, mình cứ massage một mình cũng được, mình cứ massage như thế này mình kéo như nè. Ừ, lưng cũng vậy, chúng ta kéo như nè mọi người. Chúng ta kéo như thế nào thì nửa vùng eo của chúng ta như vậy đó. Mọi người biết không? Như thế này. Rồi dù như chỗ này còn mở không, chúng ta lại đánh như thế này. Chúng ta dùng tay đánh như thế này. Mọi người biết không? Nếu như chúng ta kiên trì, quyết tâm thì vùng eo 56 sẽ nhanh trở về chúng ta với chúng ta thôi. Ừ. Như thế này. Xe ôm đồn, Eugene. Đó, mọi người cứ massage như thế này, rất là thích luôn và mát lắm mọi người. Nó không có tạo cảm giác như chúng ta nóng rát hay là gì cả. Một loại như thế này 60.000 thôi nha mọi người nhé. Đó, chúng ta massage như thế này. Tại vì Trang sẵn Trang hoa luôn á, cho nên Trang quảng cáo cho mọi người biết luôn nè. Mọi người nói là vùng eo Trang xấu đúng không? Nhưng mà hẹn với mọi người là một tuần sau là vùng eo của Trang khác hẳn luôn. Trang sẽ bôi hàng ngày và massage hàng ngày thì mọi người sẽ thấy cái sự hiệu quả. Trang sẽ đăng lên và Trang sẽ quay trực tiếp một tuần sau hoặc là nửa tuần sau Trang sẽ quay trực tiếp cho mọi người xem cái vùng eo của Trang nó khác biệt như thế nào nha. Bây giờ mọi người không tin, mọi người có thể chụp đi, mọi người chụp cái vùng eo của Trang đi với lại một cái tay kem như thế này. Một tuần sau Trang hẹn với mọi người, một tuần sau Trang lại quay trực tiếp giới thiệu sản phẩm này nữa thì mọi người sẽ thấy vùng eo của Trang nó sẽ khác biệt hoàn toàn luôn nha. Không được, Eugene 50k qua đây chị massage luôn cho. Không cần hút, không cần phải đi phẫu thuật cho đau đớn đâu mọi người. Mọi người chỉ cần kiên trì thoa kem này thôi à. Thật sự là Trang đang nói nghiêm túc quá. Trang có thể đem một cái body cơ thể của Trang mở thừa như thế này mà Trang không biết xấu hổ, là mọi người biết là Trang đang nghiêm túc á, chứ không phải là nói đùa đâu nha. Tại vì thấy nó hiệu quả cho nên là Trang muốn giới thiệu cho anh chị em mình có thể cùng nhau sử dụng á. Ừ, mỗi ngày qua làm ké đi chị massage, em massage cho chị và chị massage cho em. Mọi người ơi, 60.000 thôi nha, 60.000. Và những chị em nào mà bị gạn da thì chúng ta sử dụng thêm một cái chai trị gạn da nữa, sử dụng chung là ok luôn. Đó, mọi người ơi, thích lắm nè. Ví dụ như chúng ta cho kem gì đúng không? Đúng không? Chúng ta massage như thế này, chúng ta kéo. Nó không có gây cảm giác nóng hay là gì đâu nha mọi người. Mình kẹp vô đây mình massage cho mọi người xem. Kéo như nè. Mình kéo như thế này thì cái bụng mình á, cái vùng eo của mình nó sẽ săn chắc theo cái tay của mình á, rất là thích luôn. Đấy, cái này cũng vậy, chúng ta phải sử dụng đều đặn như thế này thì chúng ta sẽ có một vùng eo như Ngọc Trinh, mình đảm bảo luôn á mọi người. Chỉ cần các bạn kiên trì sử dụng một tháng thôi, mọi người sẽ có vùng eo như Ngọc Trinh luôn.
Chị á là bởi vì sao quá không, chị làm việc á, ngồi bấm điện thoại không á, ngồi hoặc là nằm á, vừa chị lái xe nhiều nữa cho nên là bụng của chị dạo này nó rất là tăng cân, nó rất là mỡ thừa, cho nên là quyết định xài xài trong vòng 2 tuần đã thấy hiệu quả rồi, từ hôm đi Hồng Kông tới giờ về tới giờ thấy cũng giảm mỡ nhiều hơn xưa rồi á. Mỹ Ngọc Trần thiệt hả? Chị ơi em mua 50k mà sử dụng rồi mà không tác dụng. Chị ơi, Tiết Lan ơi, Tiết Lan Mai Thị ơi, em sử dụng có đều đặn không? Em có sử dụng mỗi ngày 2 lần không? Hoặc là 1 lần không? Không được bỏ bữa nha. Rồi em có massage như chị không? Như bạn Trinh luôn. Em là vùng eo không có khỏe gì hết trơn á, vùng eo của người ta là người ta ăn no, người ta ăn đầy đủ chắc, nhưng mà mình ta vẫn có vùng eo săn chắc, đó mới là bí quyết thôi, chứ còn mà nhịn đói mà để có vùng eo thì đâu nói làm gì, đúng không? Như thế này, massage như này rất là thích luôn mọi người ạ. Đang cảm thấy rất là hạnh phúc luôn. Mà nó thơm với mùi trái cây lắm nha mọi người. Rồi sao là nó làm nó mát cái da dữ lắm. Nó mới cảm giác nóng hay là rát gì đâu, nhưng mà nó hiệu quả rất là nhiều luôn. Mọi người không tin mọi người xem Trang sử dụng nha, một người kinh, mỗi người một chai về sử dụng xem, một ngày một lần. Chị ơi, Tiết Lan em cứ xài đi, ví dụ như tùy theo mỡ thừa của cơ thể của chúng ta nữa, người bị nhiều người bị ít nữa, ví dụ như bị ít thì chúng ta sử dụng một chai là chúng ta thấy hiệu quả rồi, còn nếu như mà bị nhiều thì chúng ta phải dùng 2 đến 3 chai. Tiền Việt hay tiền Hàn vậy Trang? Tiền Hàn chị Huệ ơi, chị Huệ Huyên Ken ơi. Tiền Việt là 1,2 triệu chị à, tiền Hàn là 60. Đó, chị đang ở, chị Huệ chị đang ở Việt Nam hay đang ở Thụy Sĩ ạ? Chị với bé Huyền mua đi, bé Huyền em thấy bé Huyền cũng bụng quá trời luôn á. Những người ở Tây hầu như là bụng to. Như thế này mọi người, nó massage như thế này. Ủa mát dữ lắm luôn mọi người, nó mát mà nó thơm nữa, thơm lắm. Chỉ cần sử dụng như thế này đều đặn mỗi ngày 2 lần, mỗi ngày 2 lần thôi, không cần nhiều. Một chai như thế này, một lọ như thế này chúng ta sử dụng được 2 tháng, đều đặn 2 tháng. Đây, chúng ta cứ massage như thế này, chúng ta dùng tay thôi, dùng tay massage thôi. Nếu mà nhiều khi cái bàn tay massage nhiều khi có bạn dị ứng nữa, dị ứng cái đồ massage, nhưng mà kem thì nó không hề dị ứng nha các bạn, cho nên là mình sử dụng bằng tay vẫn hiệu quả hơn, vẫn thích hơn đó. Các bạn thấy không, mà cái lọ này là dung lượng là 170 ml á mọi người nè, 177 ml. Này là của Mỹ chính hãng luôn nha mọi người, chính hãng USA luôn nha. Đang ở Thụy Sĩ nè em, để bữa nào Hú Huyền mua rồi mua chung. Dạ chị Huệ, chị mua, chị đang ở Thụy Sĩ hả? Chị mua đi, em bao cước phí qua Thụy Sĩ cho. Em hẹn chị Huệ với Ken với lại bé Huyền vài năm nữa em sẽ sang Thụy Sĩ chơi. Yêu đất nước Thụy Sĩ, đất nước, một đất nước rất là đẹp mà nói không với chiến tranh. Wow. Chị ơi làm một chuyến qua qua Hàn Quốc chơi đi. Mọi người thấy không? Một chai như thế này chúng ta sử dụng được 2 tháng mà mỗi ngày chúng ta sử dụng 2 lần. Mà nó thơm và nó mát cái bụng chúng ta lắm luôn. Nè mọi người thấy không? Mọi người không tin mọi người chụp lại đi nha. Rồi sau 1 tuần sau Trang sẽ lên livestream, Trang sẽ giới thiệu nữa. Mọi người sẽ thấy sự hiệu quả Trang nói sẽ đi đôi với thực hành và sẽ là có sự thật chứ không phải là nói xạo nha, nói điêu nha. Đó, mọi người thấy không? Rất là mát luôn. Chỉ có 60k thôi chúng ta lại có một vùng eo con kiến. Ai có nhu cầu xin liên hệ với mình qua số điện thoại 010 8330 8708 nha. Trang sẽ tư vấn và cũng như là chỉ cho các bạn cách sử dụng. Dạo này thành bà chủ rồi mà nói vài năm nữa lâu quá à, qua liền qua luôn đi. Bây giờ hả, năm nay em có nhiều chuyến đi du lịch đó chị. Tháng 5 này, tháng sau, ngày 15 tháng sau em lại đi du lịch Mỹ. Las Vegas à? Las Vegas không ta? Mình đi đâu ta? Las Vegas hay sao á? Em đi Mỹ, xong rồi tháng 6 em về Việt Nam. Tháng 10 hoặc là tháng 11 em lại đi Canada và Mỹ thêm một lần nữa, cho nên là năm nay chắc là không được rồi chị Huệ à. Đợi em năm sau đi nha. Em cố gắng làm và bảo công ty là sẽ đi sang Thụy Sĩ du lịch. Mọi người thấy không? Một em rất là thích.
chỉ có 60.000 thôi, là chúng ta sẽ có một vùng eo săn chắc. Nếu mà không bụng to thì sẽ không sử dụng, đã là bụng to thì chúng ta phải sử dụng. Thế nha mọi người, mọi người có ai muốn hỏi gì nữa không? Xin trả lời cho. Như thế này, massage rất là thích. Mỹ phẩm Medicare rất là tuyệt vời luôn nha mọi người. Chúng ta chỉ cần kiên trì và có lòng tin vào mỹ phẩm là chúng ta sẽ sử dụng hiệu quả, và tìm một người tư vấn kỹ càng về da và cũng như là cái cách sử dụng thì chúng ta sẽ có một làn da như ý muốn à. Mọi người thấy đôi bông này đẹp không? Đôi bông này hôm đi lễ seminar của công ty á, công ty Medicare tặng á. Cái này 60.000 chị ơi, chị tiểu thư heo ơi, 60.000, chị sử dụng một ngày 2 lần, sáng và tối. Và kem thì nó rất là thơm, mùi thơm trái cây, và nó lại mát, và nó không có tạo cho chúng ta nóng bức hay là bức bối gì cả. À, massage tay hả? Chị không có dùng tiết lan Mai Thị ơi, chị dùng tay thôi à em. Dùng tay chị thấy hiệu quả hơn là cái massage tay. Tại vì cái tay mình có thể uốn éo, mình có thể là nắn bóp, mình có thể là massage tùy theo cái trọng lượng của mình, cái tay của mình đó, thì nó sẽ hiệu quả hơn là thoa với lại cái tay massage. Ừ, nên dùng tay vẫn thích hơn mọi người nha. Mọi người thấy không, bụng mở quá trời luôn, kêu bốc bốc mở thừa. Mọi người hẹn mọi người một tuần sau Giang sẽ live stream, sẽ xem cho mọi người xem vùng eo của Giang như thế nào nha. Chỉ có 60.000 thôi là chúng ta sẽ có một vùng eo ăn kiến nha mọi người. Nhanh tay lên nha, ngày mai Giang sẽ hỏi hàng cho các bạn luôn. Bao xếp be luôn nha mọi người, bao xếp be, bao cước phí, tặng thêm ký hồng nữa. Ồ đúng rồi, massage như thế này là đi ngủ đó Tiết Lan Mai Thị. Em chỉ cần massage như thế này thôi. Các bạn nào hóng gì không, có hỏi gì không Trang giới thiệu luôn cho. Sunny một lần chị massage bao nhiêu phút vậy chị? Sunny ơi, không cần biết, em không có nhất định là thời gian bạn à. Ví dụ như mình có thời gian thì mình ngồi mình massage 5 đến 10 phút gì đó. Mà ví dụ như mình thích thì mình có thể thoa kem lên, mình cho kem lên thì tiếp tục mình thoa nữa, mình cho kem mình massage nữa. Ví dụ là cái này nào, nếu như chúng ta massage được lâu thì chúng ta nó sẽ hiệu quả, nó sẽ được giảm mỡ mỡ bụng nhiều hơn. Không 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 quan trọng vấn đề là thời gian cố định nha. Đó, chúng ta đã cho kem lên, chúng ta massage như thế này. Đúng, vậy đó. 5-10 phút thì cũng được, một ngày chúng ta sử dụng 5-10 phút thôi, massage 5-10 phút thôi là chúng ta sẽ có hiệu quả à. Thế vậy mua mà không tặng gì cả. Chị Thao Hiên ơi, chị lấy cái lọ này á thì em sẽ tặng cho chị cái ví hồng hoặc là kèm hàng dùng thử và bao thép be nữa. Chị biết bao thép be của em là 4.000 rồi. Rồi cái chai này là 60.000, là còn có 57.000, 57 một cái ví hồng của em là 5.000 nữa, là còn có 52.000, 52.000 hàng thử của em nữa, là cái chai này bán 4 mấy ngàn hả? Quá rẻ. 40 mấy ngàn mà chị sử dụng được 2 tháng thì mỗi tháng mỗi ngày mình sử dụng bao nhiêu ngàn, bao nhiêu, có ai là kế toán trưởng không tính giúp Trang với đó. 45.000 2 tháng 60 ngày, mọi người tính đi, nó quá rẻ đúng không? Mua của cô rồi còn gì. À, chị mua của em rồi, chị xài hết chưa? Chị mua lâu lắm rồi mà, em nhớ chị mua lâu lắm rồi mà. Cứ massage như thế này nha mọi người nhé. Mỗi ngày đều đặn 2 lần hoặc là 1 lần cũng được. Sáng tối hoặc là chúng ta sử dụng tối không cũng được. Và những bạn nào mà làm đêm á thì sáng ra chúng ta tắm rửa, chúng ta thoa kem dưỡng body của Medicare hoặc là kem dưỡng rồi đó. Kem dưỡng da tay, chân, cơ thể xong rồi còn bụng thì chúng ta là dùng cái kem này chúng ta thoa massage, giống như là chúng ta thoa kem dưỡng cho bụng vậy đó. Và những bạn nào mà có bắp tay như thế này nè, mà thừa mỡ thừa đó thì chúng ta cũng có thể thoa lên đây chúng ta massage nha. Wow, 40 mấy người đang theo dõi. Wow, cái chương trình này hot này ha. Mọi người nhanh tay lên nha. Chỉ 60.000 bao thép be tặng ví hồng hàng dùng thử nha mọi người nhé. Mọi người cảm thấy cái video này ý nghĩa thì like giúp Trang nha, like và chia sẻ giúp Trang nha. Thế mọi người nha, mọi người nhớ là thoa kem trước khi đi ngủ nha. Kem dưỡng body có một vùng eo ăn kiến. Chị em nào mà bị gặn nứt da thì có một cái lọ chai, nhưng mà nó giống như chai như thế này mà màu đen. Mai Trang không có đen, để đây.
đó mọi người ha, mở mở thừa nè, chúng ta mọi người sẽ xem đi, một tuần sau mọi người sẽ thấy sự hiệu quả của Trang nha. Trang hẹn mọi người một tuần sau nha. Dùng hiệu quả lắm chị, y năm suốt à, em dùng 2 tuần em thấy hiệu quả nên em mới quay cái trực tiếp này giới thiệu mọi người đó. Đây đây chúng ta bóp như thế này, là lấy tay bóp cùng em như thế này thì nó sẽ rất là hiệu quả nha mọi người. Bên này cũng vậy, chúng ta bóp như thế này, mở thừa nó sẽ đi theo, ngã cái máy như thế này. Thế nha mọi người, ai đặt hàng thì inbox cho Trang luôn nha. Gọi cho Trang số điện thoại 010 830 8708. Nước dùng luôn nha, các da kèm được nha. Một ngày 600 won. Ờ, một ngày có 600 bewon nè, 6 bét à. Và chúng ta lại có một vùng eo con kiến. Đúng rồi chị, Kim Du Chin. Kem này là kem săn chắc vùng eo, đùi, mỡ thừa trong cơ thể cho chúng ta. Hiệu quả lắm chị, hiệu quả lắm chị em mà mua đi chị em. Dạ, dùng thích lắm luôn. Thế nha mọi người, em xuống máy nha. Câu chuyện làm chuyện ác đến đây đã hết. Mọi người quan tâm và tin tưởng dòng sản phẩm Medicare thì các bạn cứ gọi cho Trang qua số điện thoại 010 830 8708, và đừng quên Trang sử dụng hai nick Facebook Trang Tây và Trang Medicare. Cứ inbox cho Trang thì Trang sẽ gửi hàng cho các bạn nha. Nha mọi người nha. Bye bye cả nhà, chúc cả nhà buổi tối thật là ngon miệng và nhớ là thoa kem Medicare mỗi ngày để có một làn da tươi đẹp nha. Nhớ nha mọi người, và nhớ là thoa kem săn chắc vùng eo để có một vùng eo con kiến như Ngọc Trinh nha. Bye bye cả nhà, chúc cả nhà ngủ ngon.